Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình tại phần thứ 3. Một lần nữa tôi nhắc quý vị đó là bữa nay rất là vui có anh Phong Trần chuyên môn về bán bảo hiểm cho Medicare. Cái đó quan trọng là tại vì đó quý vị nó biết đó là bữa nay là cái ngày đầu tiên cho nó gọi là open enrollment cho mấy người đã có Medicare rồi. Nghĩa là mấy người đã có 65 tuổi đã có Medicare có thể đổi cái coverage là có thể mua cái advantage và cái supplement. Thì tí nữa anh Phong sẽ cắt người đó, nhưng mà đấy mình có một người gọi vô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ bác sĩ, tôi tên Mai, 53 tuổi, tôi muốn hỏi bác sĩ đó. Dạ. Như tôi muốn mua cái thuốc gì mà bác sĩ chỉ dùng cho bồi bổ khớp xương, chắc nhờ nó bác sĩ để cái loại thuốc nào cho nó tốt bác sĩ. Dạ, nếu mà mình muốn cái chất nhờn đó thì tôi cũng dùng cái thuốc này. Tùy người họ dùng thì họ thấy nó không hiểu, có người dùng không hiểu. Nhưng mà cái này không phải là thuốc, cái này là mình mua ở ngoài. Mình mua over the counter, nó gọi là glucosamine với chondroitin đó cô. Mua đâu vậy bác sĩ? Mình đi ra CVS hay là tất cả mấy cái tiệm thuốc tây đó nó có. Ngay bây giờ tôi đánh vần hai cái thuốc này nó hơi khó. Bây giờ cô có biết không cô? Để em biết cái viết chờ chút xíu chị. Dạ. Cô cứ gọi Dạ. Chị đọc đi để đưa cho em. Dạ. Tôi đọc nó hơi khó thôi. Bây giờ cô viết cái số telephone của phòng mạch của tôi đó, xong rồi cô gọi tôi ngày mai ha, 714. Dạ. 897. Dạ, 714. 714. 89. Dạ. Có trên màn hình đó, cô, trên màn hình. Trên màn hình của bác sĩ hả? Dạ. Vậy với câu thứ hai cho hỏi bà cụ 88 tuổi á, bà cái mỡ cứ 24 mà bác uống cái thuốc Estor 10 gram á, sao nó không dẫn xuống, nó cứ càng ngày càng cao á, cái mỡ có sao vậy bác sĩ? Cái đó là cái mỡ tổng quát hay là cái mỡ xấu LDL? Cái mỡ mà bác sĩ gia đình nó tổng quát thấy nó càng ngày nó 200, 220. Mới hôm qua đi lấy kết quả thì 204. Mà bà uống cái loại mỡ là Acto 10 gram. Dạ, nhưng mà cái mỡ xấu đó, cái LDL bao nhiêu, cái đó quan trọng hơn cô? Vậy là không biết, để coi lại đi bác sĩ hỏi lại chị. Bác sĩ chỉ không biết là cao là 204 thôi bác sĩ. Dạ, cái đó khó biết lắm. Dạ, mình phải biết cái số LDL đó. Thành ra cô kiếm ra cái số LDL, cô gọi phòng mạch của tôi sẽ có nói chuyện cô sao ha. Dạ. Là mai họ gọi hỏi bác sĩ hỏi cái thuốc mà giống bác sĩ uống là bác sĩ bồi bổ cái xương hả chị? Dạ, với lại cho tôi biết cái số LDL của bà cụ ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Hello, tôi biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. 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 Dạ, cô có hỏi đi cô. Dạ, xin chào hai vị bác sĩ. Dạ, tôi năm nay 62 tuổi đó bác sĩ. Dạ. Dạ, thì đường tôi nó hơi bị cao. Dạ, lần trước tôi thử thì là 6.6. Thì 3 tháng sau tôi thử lại thì còn 5.9. Nhưng mà tôi cứ ăn rất là nhiều. Yeah. Tôi không ăn cơm luôn. Thậm chí gạo lứt tôi lâu lâu tôi chỉ ăn một lần thôi. Yeah. Đó, nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là thí dụ người ta nói tập thể dục thì đường nó cũng xuống. Đúng rồi. Muốn hỏi bác sĩ tập như thế nào? Đi phải tập cho nó mệt người lên hay là đi từ đi dạo vậy cũng được hả bác sĩ? Dạ. Yeah. Năm nay cô mấy tuổi cô? Dạ 62 bác sĩ. 62 tuổi. Ok. Cái quan trọng đó là mình tập mỗi ngày. Mình không cần chạy, mình không cần đổ mồ hôi ra, mình nếu mà mình muốn mình có thể đi bộ. Tôi khuyên bệnh nhân mà hơn 60 đi bộ một ngày cái chừng 45 phút là được rồi. Mà mình có thể tập thể thao, mình đi bộ một ngày từ 45 phút tới 1 tiếng, cái chừng 5 ngày một tuần là tốt nhất. Tại họ nghiên cứu họ thấy đó là mình cứ ăn đường là 50%, nhưng mà cái đi bộ hay tập thể thao đó là 50%, đặng nó giảm cái đường xuống. Dạ. Thành ra, nhưng mà không cần phải đi nhanh để cho nó mệt nó mới có hiệu quả bác sĩ. Không cần.
chỉ cần đi đi vừa phải thôi, đi vừa phải đặng không có, mình đi cái mình đi vừa phải đặng mình nói chuyện được, chứ mình đi mau quá mình không nói chuyện được đó là cái tim nó đập mạnh quá. Tôi tưởng là phải đi cho nhanh để cho mệt lên đó, để tim nó đập mạnh thì nó mới có hiệu quả. Tôi nghĩ đó là mình đi chậm hay là vừa, nhưng mà mình đi lâu hơn. Ngược lại đó, có nhiều người họ đi họ chạy rất là mau, nhưng mà họ chạy có chừng 15-20 phút, tôi thấy cái đó không có công hiệu bằng. Nhưng mà với lại cô 62 tuổi nữa, thành ra mình cũng phải sợ về phong thấp đau đầu gối mấy cái đó, thì tôi khuyên đi bộ chậm, đi bộ vừa thôi, đừng đi chậm quá, thì chậm quá thì nó cũng không giúp nhiều. Tôi thấy đi vừa, đừng có mệt quá, đừng có chảy mồ hôi, mà tôi khuyên cái chừng 45 phút, 5 ngày một tuần là tốt nhất. Không cần chảy mồ hôi cũng có hiệu quả hả? Dạ, không cần chảy mồ hôi cũng có hiệu quả. Cái quan muốn hỏi bác sĩ, ví dụ như tôi không có rảnh, tôi đi vòng vòng ở ngoài sau giường của tôi được không? Được. Cái quan trọng nhất đó là mình đi mỗi ngày. Có nhiều người họ đi một tuần họ đi 2-3 tiếng, xong rồi một tuần sau họ không có làm gì hết đó. Cái đó không tốt. Cái quan trọng đó là nếu mà mình đi mỗi ngày nửa tiếng cũng được, nhưng mà mình phải làm mỗi ngày. Cái đó quan trọng nhất. Dạ, muốn hỏi bác sĩ một cái nữa. Ví dụ như bây giờ tại vì tôi cái bao tử tôi nó bị đầy hơi, cho nên người ta dạy là uống thuốc nghệ, uống nghệ đổ trung mật ong. Nhưng mà cái đường tôi nó cao như vậy, tôi không dám uống mật ong. Bởi vì mật ong tôi sợ mua nó có pha đường. Vậy có uống được không bác sĩ? Tôi khuyên đừng có uống. Số nhất tôi cũng không có khuyên bệnh nhân uống nghệ hay là, nhưng mà cái mật ong nó rất là nhiều, có nhiều đường, thành ra tôi khuyên đừng có uống cái đó. Và tôi cũng không có khuyên uống cái nghệ nữa. Một câu hỏi nữa. Với lại tôi nghe người ta nói là uống đường thấp xuống đó bác sĩ. Thì ăn dưa hấu, mà tôi nói trái cây ngọt thì ăn nó đường nó cao phải không bác sĩ? Đúng rồi. Tại sao người ta nói dưa hấu cái ngọt của dưa hấu nó làm hạ đường xuống? Không, cái đó tôi không đồng ý. Cái trái cây nào nó càng ngọt nó càng nhiều đường, cái đó rất là dễ hiểu, càng chua càng ít đường. Thành ra nếu muốn ăn trái cây, cô ăn trái cây đừng có ăn cái ngọt, ăn cái chua ha. Hy vọng trả lời cô. Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn bác sĩ. Hello, cho biết tên tuổi. Alo, tên Tâm Loan. Năm nay tôi 66 tuổi. Bây giờ tôi mới đăng. Cô có hỏi đi cô. Tôi mới đăng ký trước đó tôi Medicare, nhưng mà chờ hoài tôi vẫn không thấy thư gửi về, thành ra tôi nhờ dịch vụ làm giùm. Thì tới nay vẫn chưa thấy cái của Medicare gửi về, thành ra tôi không biết là tôi có Medicare. Thì bây giờ thấy cái chương trình HUMOP gửi về cho tôi mà bằng tiếng Anh không à. Tôi không hiểu được là những cái đó nói về cái gì. Thì tôi thấy họ cho tôi cái mình đi. Tôi hỏi cô một cái câu, đặng anh Phong sẽ giúp cô ha. Nó có gửi cho cô cái thẻ màu trắng với lại cái sọc màu và màu đỏ với màu cái sọc màu xanh không? Cái thẻ Medicare dạ, đó. Có. Ok. Không có. Mà cô có làm trên trong nước Mỹ hơn 10 năm rồi phải không cô? 10 năm hay hơn rồi phải không? Dạ. Cô có đi làm bên Mỹ 10 năm không cô? Trước đó tôi mới làm văn phòng bác sĩ, nhưng mà không làm tới 10 năm. Rồi bây giờ thì tôi bị đau cái chân á. Tôi đau thành ra tôi cần phải tập thể dục. Cô có xuống sở xã hội đặng xin Medicare không cô? Dạ có, tôi xuống đó. Mà tôi chờ hoài vẫn không thấy. Cái thành ra tôi phải nhờ dịch vụ làm giùm. Bây giờ thì vẫn chưa gửi thẻ về, nhưng mà trên Medicare nó có gửi tờ giấy về. Đó là bây giờ Medicare tôi có rồi, nhưng mà phần Medicare trước nay tôi có tiền bệnh, tôi có Medicare. Có Medicare. Ok. Vậy là cô có Medi rồi. Dạ, tôi mua thuốc hay là đi bác sĩ tôi không hề tốn tiền. Bây giờ tự dưng cái nói là có Medicare, cái tôi đi mua thuốc tôi phải tốn tiền.
Thành ra bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ về vấn đề chương trình nào mà tôi đi như bác sĩ, hoặc là tôi mua thuốc không phải tốn tiền. Tôi thấy người bạn có như vậy mà mỗi tháng mỗi năm đều không tốn tiền hết. Vậy chương trình nào ạ? Cái đó cháu khuyên cô phải tới gặp một người như là cháu, hoặc là làm bảo hiểm, chuyên môn về nghề bảo hiểm, thì coi phải coi giấy tờ của cô thì mới biết là cái tình trạng của cô ra sao thì mới làm được cho cô. Là sao ạ? Nếu mà cô muốn thì cô ghé tới văn phòng của cháu, thì cô mang giấy tờ tới thì cháu trên cái màn hình đó cô, nó có cái số telephone của anh Phong. Cô gọi anh Phong ngày mai hay là ngày mốt mà cô rảnh đó, thì tại cái mấy chuyện này đó anh Phong phải thấy mấy cái giấy tờ của cô đem vô đặng mới giúp được cô, chứ bây giờ mình nói trên TV cũng khó hiểu lắm. Cô chờ tí nha tại anh Phong có thể giúp cô, nhưng mà ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.